Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin truyền tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Công văn số 463 về việc khẩn trương thu hoạch mía nguyên liệu vụ F 2018-2019, trồng mới chăm sóc mía nguyên liệu vụ F 2019-2020. Khai mạc triển lãm Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Hội nghị giao ban công tác đảng quý 1 năm 2019. Xã Thành Kim ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung công văn số 463 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành về việc khẩn trương thu hoạch mía nguyên liệu vụ F 2018-2019, trồng và chăm sóc mía vụ F 2019-2020. Kính gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, hiện nay công tác thu hoạch mía nguyên liệu vụ F 2018-2019 đã bước vào giai đoạn cuối vụ. Dự kiến lịch thu hoạch mía vụ F 2018-2019 đến ngày 18 tháng 4 năm 2019 là kết thúc. Theo thống kê của Ban Nông vụ Nhà máy, đến ngày 1 tháng 4 năm 2019, sản lượng mía thu hoạch nhập về nhà máy trên địa bàn huyện đạt 84,8%. Tuy nhiên, còn một số đơn vị như xã Thành Thọ, Thạch Cẩm, Thạch Quảng, lượng mía chưa thu hoạch còn rất nhiều. Để đảm bảo thu hoạch mía nguyên liệu nhập về nhà máy đúng tiến độ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, thủ trưởng các đơn vị liên quan, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn mía đường Việt Đài, hợp tác xã vận tải Thạch Thành thực hiện tốt các nội dung sau. 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, giám đốc các nông lâm trường phối hợp nhịp nhàng với các trạm nông vụ địa bàn, phòng nông vụ của nhà máy để tính toán sắp xếp, bố trí sản lượng thu hoạch hàng ngày đảm bảo tính hợp lý, khoa học. Huy động tối đa nhân công phục vụ thu hoạch, bốc xếp mía nguyên liệu, không ỉ lại trông chờ huyện hỗ trợ làm thay. Đơn vị nào bố trí thu hoạch không hợp lý, không thu hoạch hết lượng mía của nhân dân trên địa bàn, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực trồng mới, trồng lại mía nguyên liệu, chăm sóc mía vụ F 2019-2020, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đã giao, phổ biến tuyên truyền và thông báo rộng rãi bộ tiêu chí và quy trình kỹ thuật thâm canh mía nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quyết định số 130 ngày 7 tháng 3 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để nhân dân đầu tư sản xuất thâm canh mía nguyên liệu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất mía nguyên liệu. 2. Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đường mía Việt Đài chỉ đạo các trạm nông vụ địa bàn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn huy động lưu lượng thu hoạch đảm bảo hết diện tích sản lượng mía của các xã thị trấn trên địa bàn huyện, không để các xã, các nông lâm trường, nông hộ trồng mía xảy ra tình trạng còn để lại mía trên ruộng. 3. Giám đốc hợp tác xã vận tải Thạch Thành điều hành lái xe tích cực phục vụ vận tải mía nguyên liệu kịp thời về nhà máy. Trường hợp gặp khó khăn, thiếu phương tiện vận tải mía thời điểm cuối vụ, giám đốc hợp tác xã chịu trách nhiệm huy động bổ sung đầu xe để vận chuyển mía kịp thời về nhà máy theo lịch đã thông báo. Theo nội dung trên, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đường mía Việt Đài tập trung chỉ đạo thực hiện. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Đình Thành đã ký. Quý vị và các bạn thân mến, vào sáng ngày 1 tháng 4 năm 2019, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Thạch Thành, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành đã tổ chức khai mạc triển lãm Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Tham dự có đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Lê Quang Tuấn, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Về phía huyện có đồng chí Bùi Thị Mười, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo các phòng ban ngành có liên quan, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, giáo viên và học sinh các trường trên địa bàn huyện. Triển lãm trưng bày hơn 400 tư liệu liên quan đến quá trình xác lập, thực thi chủ quyền biển đảo Việt Nam từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 20. Các bản đồ và các atlas liên quan đến chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hình ảnh tư liệu về quần đảo Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam qua các thời kỳ. Hiện vật và hình ảnh về công cuộc thực thi chủ quyền và đấu tranh bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa. Hình ảnh về đời sống sinh hoạt của quân và dân ở huyện đảo Trường Sa.
Triển lãm Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý tại huyện Thạch Thành diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 4 năm 2019, nhằm tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ thanh thiếu nhi trong huyện, có điều kiện tìm hiểu nhiều nguồn tư liệu lịch sử quý báu của Việt Nam, đồng thời khẳng định chủ quyền pháp lý lịch sử của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và Biển Đông. Thông qua đợt triển lãm, giúp cán bộ chiến sĩ nhân dân hiểu đúng sự thật về tình hình Biển Đông hiện nay, cũng như thấy rõ lập trường bảo vệ chủ quyền lãnh hải, mong muốn nguyện vọng chính đáng của Đảng, Nhà nước, nhân dân trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, huyện ủy Thạch Thành đã tổ chức hội nghị ra ban công tác xây dựng Đảng quý 1 năm 2019. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Trọng Dũng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí trưởng phó các ban xây dựng Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, trưởng các đoàn thể cấp huyện, chuyên viên các ban xây dựng Đảng, Bí thư Phó Bí thư các đảng bộ trực thuộc, Bí thư Phó Bí thư Đảng ủy, cán bộ văn phòng Đảng ủy các xã thị trấn. Trong quý 1, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kịp thời triển khai việc học tập quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: chuẩn bị đề cương cho Đại hội Đảng 2020, tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn văn bản 36, công tác rà soát tổ chức điều hành một số lưu ý nghiệp vụ công tác đảng viên. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động liên quan đến vấn đề xây dựng Đảng ở cơ sở, báo cáo tổng hợp nội dung kiến nghị các vấn đề khó khăn vướng mắc của các chi bộ đảng bộ trực thuộc. Đặc biệt, được nghe các đồng chí trưởng ban xây dựng Đảng triển khai công văn 887 về việc rà soát bổ sung quy hoạch giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025, giải pháp một số vướng mắc, những khó khăn hạn chế của báo cáo viên, những vấn đề xã hội phức tạp làm hoang mang đến cán bộ đảng viên. Công văn 150 về việc thực hiện chuyên đề năm 2019, hướng dẫn số 43 về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Trọng Dũng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy yêu cầu trong quý 2, các cơ quan đơn vị cần tập trung tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm và những sự kiện chính quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện, tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, tìm hiểu 990 năm danh xưng Thanh Hóa, thực hiện nghị quyết số 37 về sáp nhập đơn vị hành chính, song song ứng với nghị quyết 13 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tích tụ đất đai, tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, chủ động nắm tình hình địa bàn, tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện và kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét kết luận, xử lý công minh, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, đúng 7 giờ 30 sáng ngày 1 tháng 4 năm 2019, tại Ủy ban nhân dân xã Thành Kim đã tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự có đại diện giám sát viên của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Cục Thống kê tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Lê Đình Thành, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Thạch Thành, trưởng các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức trong xã và các điều tra viên trên địa bàn. Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra lần thứ 5 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong tất cả các công đoạn của tổng điều tra nhằm nâng cao chất lượng số liệu, rút ngắn quá trình xử lý thông tin, công bố sớm kết quả tổng điều tra. Trong đó áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới là sử dụng thiết bị điện tử di động để điều tra và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet. Mục đích của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về nhà ở dân số trên toàn quốc, phục vụ hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương, đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030, phục vụ công tác giám sát thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới, giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số, xây dựng dàn mẫu chủ, phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư thời kỳ 2019-2029. Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở tập trung vào các nội dung chính về dân số, số người, giới tính, tuổi, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, mức độ sinh, chết và phát triển dân số, trình độ học vấn và trình độ nghề, kỹ năng nghề, tình trạng di cư, tình trạng khuyết tật,
tình trạng lao động việc làm và thông tin về thực trạng nhà ở của hộ. Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thức, quyền chi cục thống kê huyện Thạch Thành cho biết. Thì sau khi nhận được cái hướng dẫn của ban chỉ đạo tỉnh, ban chỉ đạo huyện đã mở 3 lớp tập huấn tổng điều tra địa điểm tại trung tâm chính trị. Mỗi lớp tập huấn từ 4 đến 5 ngày, còn thì thời gian tập huấn có đi thực địa để tập huấn cho điều tra viên thực hành tại họ về ghi phiếu điện tử trên máy điện thoại di động của điều tra viên. Về thuận lợi của cuộc tổng điều tra lần này thì được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, đặc biệt là có cái chỉ thị số 36 ngày 7 tháng 3 của Ban Thường vụ huyện ủy đã được quán triệt đến tận các 28 ban chỉ đạo xã, thị trấn đã thực hiện tuyên truyền, động viên và thông báo cho mọi người được biết, nắm được cái tinh thần tổng điều tra bước vào 7 giờ 30 ngày 1 tháng 4 trên địa bàn toàn huyện Thạch Thành. 28 ban chỉ đạo tổng điều tra các xã, thị trấn đã tổ chức đồng loạt ra quân. Về khó khăn thì trên địa bàn huyện Thạch Thành thì với số lượng nhân khẩu, số hộ là tương đối lớn và số hộ thì ở nó không liền kề, làm cho điều tra viên phải di chuyển đi lại có thời gian nhiều hơn, cho nên là cần được sự quan tâm và hỗ trợ của chính quyền địa phương cử người dẫn đường để điều tra viên thực hành đến hộ được tốt hơn. Trên địa bàn toàn huyện được chia theo quy mô hộ thành 242 địa bàn điều tra, trong đó có 5 địa bàn đặc thù, điều tra ở 35.776 hộ với 141.847 nhân khẩu, với lực lượng tổ chức điều tra viên trên 164 người tham gia. Có thể nói, đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Những số liệu của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ là thông tin quan trọng giúp huyện hoạch định, xây dựng các kế hoạch liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện Thạch Thành. Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đồng chí Lê Đình Thành, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Thạch Thành, yêu cầu các tổ trưởng điều tra, giám sát viên cấp huyện tăng cường hỗ trợ nghiệp vụ, bám sát kiểm tra công tác điều tra, thu thập thông tin của điều tra viên tại mỗi địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền tới các hộ dân trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra, phối hợp với điều tra viên nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, đảm bảo thông tin trung thực, nêu cao tinh thần trách nhiệm khi triển khai thu thập thông tin trên địa bàn điều tra, làm tốt quy trình từ ghi phiếu điều tra, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả điều tra cho ban chỉ đạo. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành trên sóng FM băng tần 95,8 MHz và trên website thachthanhtv.vn. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tư liệu về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Hỏi và đáp tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Hỏi và đáp tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương xin giới thiệu tới quý thính giả một số nội dung cơ bản của tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 qua chuyên mục Hỏi và trả lời. Hỏi: lập bảng kê hộ trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm mục đích gì? Trả lời: lập bảng kê hộ trong tổng điều tra bao gồm việc liệt kê số thứ tự nhà, số thứ tự hộ và số người trong hộ nhằm: 1. Giúp cho cuộc tổng điều tra thực hiện chính xác, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót các hộ dân cư và số người hiện đang sinh sống tại hộ. 2. Có thông tin về số lượng các hộ dân cư, đặc điểm dân cư tại mỗi địa bàn điều tra, làm cơ sở lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện tổng điều tra theo đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng tốt.
3. Xác định các hộ tự nguyện đăng ký thực hiện, tự cung cấp thông tin của Tổng điều tra trên trang thông tin của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 thông qua sử dụng Internet để Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương cung cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập hệ thống thông tin. 4. Xác định phạm vi điều tra và các hộ cần đến để phỏng vấn, thu thập thông tin. 5. Làm cơ sở để chọn mẫu các hộ điều tra phục vụ khai thác thông tin chi tiết về tình hình dân số, lao động việc làm và điều kiện sống của các hộ dân cư trong phạm vi của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019. Hỏi, người lập bảng kê hộ có thể dựa vào sổ hộ khẩu để ghi các thông tin không? Trả lời, không. Người lập bảng kê phải trực tiếp đến từng hộ để hỏi các thông tin trong bảng kê hộ. Không được dùng sổ hộ khẩu hoặc bất kỳ sổ sách nào để sao chép thông tin vào bảng kê. Vì việc xác định nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ phải căn cứ vào tình hình ăn ở thực tế của các thành viên tại hộ mà không căn cứ vào hộ khẩu hay các quy định khác. Hỏi, đối tượng điều tra của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 là gì? Trả lời, đối tượng điều tra của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 là những người thực tế thường xuyên ăn ở tại hộ có đến thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019, bao gồm tất cả những người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tính đến thời điểm điều tra. Người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định như đi xuất khẩu lao động, du lịch, học tập, công tác. Những thành viên của hộ đã chết từ ngày 16 tháng 2 năm 2018, tức là ngày 1 Tết âm lịch Mậu Tuất, đến ngày 31 tháng 3 năm 2019. Đối tượng điều tra của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 còn bao gồm nhà ở của các hộ dân cư. Hỏi, điều tra viên thống kê là ai? Trả lời, điều tra viên thống kê là người được Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trưng tập huy động để thực hiện việc thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019. Hỏi, nội dung điều tra của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 là gì? Trả lời, nội dung của Tổng điều tra bao gồm các thông tin về dân số như số người, giới tính, tuổi, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, mức độ sinh, chết và phát triển dân số, trình độ học vấn và trình độ nghề, kỹ năng nghề, tình trạng di cư, tình trạng khuyết tật, tình trạng lao động việc làm, và thông tin về thực trạng nhà ở của hộ như tình trạng sở hữu nhà ở, quy mô diện tích nhà ở, năm sử dụng, kết cấu nhà và loại vật liệu xây dựng chính, nguồn nước và nhiên liệu chính đang sử dụng, một số tiện nghi sinh hoạt cơ bản của các hộ dân cư. Hỏi, Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 có những phương pháp thu thập thông tin nào? Trả lời, Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 sử dụng hai phương pháp thu thập thông tin, đó là phỏng vấn trực tiếp và điều tra trực tuyến. Phỏng vấn trực tiếp là việc điều tra viên đến hộ để hỏi và ghi các thông tin về tình hình dân số và nhà ở của hộ vào máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc phiếu giấy in sẵn. Các hộ dân cư được chọn mẫu để cung cấp thêm thông tin chuyên sâu về dân số và nhà ở sẽ được phỏng vấn trực tiếp tại hộ. Điều tra trực tuyến là việc các hộ dân cư tự nguyện đăng ký tự cung cấp thông tin. Hộ dân cư tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 4 năm 2019. Nếu hộ dân cư hoàn thành tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra, thì điều tra viên sẽ không đến hộ để hỏi các thông tin về dân số và nhà ở của hộ. Nếu hộ dân cư không hoàn thành tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra như đã đăng ký, thì điều tra viên sẽ đến hộ để hỏi các thông tin về dân số và nhà ở của hộ. Hỏi, hộ dân cư đăng ký điều tra trực tuyến bằng cách nào? Trả lời, vào thời gian thực hiện lập bảng kê hộ trong tháng 11 và tháng 12 năm 2018, người lập bảng kê sẽ đến để hỏi hộ có đồng ý tự cung cấp thông tin qua Internet trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra không. Nếu hộ đồng ý tự cung cấp thông tin về dân số và nhà ở, thì sẽ được Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở gửi địa chỉ đăng nhập
trang thông tin điện tử của Tổng điều tra, tên tài khoản và mật khẩu để hộ thực hiện tự cung cấp thông tin. Hỏi, làm thế nào để các hộ đăng ký tự cung cấp thông tin nhận được địa chỉ truy cập trang thông tin điện tử của Tổng điều tra, tên tài khoản và mật khẩu để thực hiện tự cung cấp thông tin? Trả lời, vào ngày 31 tháng 3 năm 2019, các hộ đăng ký tham gia điều tra trực tuyến sẽ nhận được tin nhắn hoặc thư điện tử của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, Dân số và Nhà ở về địa chỉ đăng nhập trang thông tin điện tử của Tổng điều tra, tên tài khoản và mật khẩu. Siêu thị điện máy Mediamart Thạch Thành, siêu thị điện máy Mediamart Thạch Thành, số nhà 253, phố 5 thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, cách chợ Kim Tân 30m, duy nhất trong tháng 3 này. Mediamart Thạch Thành trân trọng gửi tới khách hàng chương trình khuyến mại thả ga, tiết kiệm tối đa, giảm giá lên đến 50%, tặng thêm quà Smart TV 4K Samsung 43 inch 43NU 7100, giảm 40%, giá trị 8.990.000 đồng. Smart TV 4K LG 49 inch 49UK 7500, giảm 41%, giá cực sốc 13.990.000 đồng. Smart TV Sony 43 inch 43W660F, giảm 25%, giá cực sốc 9.400.000 đồng. Đến Mediamart Thạch Thành, sắm tủ lạnh, máy giặt tặng quà lên đến 2.000.000 đồng. Máy giặt Electrolux 9kg lồng ngang, giảm 25%, giá cực sốc 8.990.000 đồng. Tủ lạnh Sharp 165L, giảm 25%, giá trị còn 4.590.000 đồng. Sắm điều hòa inverter giá cực sốc chỉ từ 5.990.000 đồng. Đừng bỏ qua loạt sản phẩm gia dụng giá cực sốc, loạt smartphone, laptop sập giá tiền triệu tặng thêm quà. Siêu thị điện máy Mediamart Thạch Thành, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, miễn phí lắp đặt và vận chuyển toàn miền Bắc, đổi trả miễn phí lên đến 45 ngày. Tài trợ trả góp 0% lãi suất. Liên hệ hotline 1900 6788 hoặc truy cập ngay thegioidienmay.com. Hệ thống siêu thị điện máy Mediamart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.